Ghế massage Thomas Hamilton TH6600 nhập khẩu Hàn Quốc 100% là một món quà chăm sóc sức khỏe hoàn hảo cho cả gia đình bạn. Thiết kế sang trọng, đẳng cấp và đặc biệt là một chiếc ghế có thể thay thế được tất cả các dụng cụ massage khác, mô phỏng các động tác tẩm quất, đấm bóp, tì, dây, xoa. Điều khiển tích hợp đầy đủ các tính năng có ký hiệu rõ ràng, thân thiện, dễ sử dụng với người lớn tuổi hoặc những người ít biết về công nghệ. Với phương pháp massage không trọng lực, ở vị trí trọng số bằng 0, phần ghế ngã về sau xuống 170 độ. Ở vị trí của massage không trọng lực, các con lăn massage có tiếp xúc tốt hơn với khu vực thắt lưng. Khả năng massage cột sống làm giảm các vấn đề đau nhức lưng, điều trị hiệu quả đau nhức mãn tính, thoái hóa cột sống, thoái hóa đĩa đệm. Ghế massage TH6600 có đến 22 túi khí lớn nhỏ từ đầu đến chân, hoạt động massage nhẹ nhàng, linh hoạt. Một điểm rất được yêu thích của sản phẩm này chính là loa phát nhạc. Loa được thiết kế với khả năng kết nối Bluetooth, vừa massage vừa nghe những bản nhạc yêu thích. Khả năng massage tự động toàn thân với tất cả các chức năng trong khoảng thời gian 15 phút giúp giảm đau và thư giãn hiệu quả. Thomas Hamilton, mùa hân tài khó, không lo về giá.